Ngay từ khi biết thông tin nhóm nhạc Westlife sẽ tổ chức show diễn tại Việt Nam vào tháng 11 này, nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng, nhiều trang web giả mạo với hình thức, giao diện tương tự trang bán vé chính thức. Kẻ xấu đã tạo ra các vé giả, tức là các vé hoặc là các QR code giả mà không có hiệu lực. Lúc mà người dùng đến cổng thanh toán check-in thì sẽ không sử dụng được. Trước thực trạng này, ngay sau khi mở bán vé chính thức show diễn Westlife, Cục An toàn Thông tin đã xử lý, ngăn chặn hàng loạt website giả mạo bán vé với tên miền, giao diện khá giống website đã đăng ký hoạt động. Bên cạnh đó, nếu không cẩn thận, người hâm mộ có thể bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh. Thực tế đã có rất nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành công bằng hình thức này. Chỉ đến khi sự kiện diễn ra qua cổng kiểm vé, họ mới biết mình bị lừa. Kẻ xấu có thể tạo ra các website giả mạo, tức là có hình ảnh tương tự cái đơn vị bán vé đấy và dụ dỗ người dùng click vào website đấy và tin tưởng website đấy là website chính thống và tiến hành mua vé, chuyển tiền. Thì lúc đấy người dùng sẽ bị chiếm đoạt tiền. Chiêu trò lừa đảo giả mạo các trang web bán vé show lớn, du lịch giá rẻ không phải là mới. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Do chúng sử dụng nhiều tên miền, địa chỉ và tài khoản ảo, dẫn đến việc truy bắt nếu không phát hiện sớm thì khi tiền chuyển vào tài khoản sẽ được chuyển sang các tài khoản ở nước ngoài. Chúng ta cần phải xác minh rất là kỹ, bởi vì khi chúng ta mua qua mạng thì đây không phải là một đại lý chính thức, cũng không phải là một điểm bán hàng chính thức. Rõ ràng đây là chúng ta hoàn toàn dựa vào một niềm tin mà do cái nhu cầu khao khát của chúng ta là có chiếc vé đó. Cho nên là chúng ta thường là liều lĩnh, chấp nhận những rủi ro. Trong trường hợp này thì chúng ta cố gắng là lên kiểm tra đối với nhà cung cấp dịch vụ đó là chiếc vé đó có hợp lệ hay không. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, riêng trong tháng 9, hệ thống cảnh báo ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia đã ngăn chặn triệt để 441 website vi phạm pháp luật lừa đảo trực tuyến. Cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã liên tục giám sát, cảnh báo và tổ chức điều phối các doanh nghiệp ngăn chặn các tên miền giả mạo, lừa đảo ngay khi phát hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân không cung cấp các thông tin cá nhân cho đối tượng không quen biết, không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website hoặc mở tệp đính kèm trong thư điện tử đến từ người gửi không xác định.